Sau khi ba chữ Ma Thiên Các từ miệng Lục Châu thốt ra, hai tên Tịnh Minh Giáo Đồ đằng sau ánh mắt ngờ nghệch, bọn chúng xì xào, không có. Hình như nói là Thiên Thượng Nhân Các, ngươi nghe rõ không? Du Hồng Y cũng ngơ ngác không thôi, đưa tay lên tai lắng nghe lại một lần. Xin lỗi, lão tiên sinh nói là ở đâu vậy? Lục Châu vẻ mặt lãnh đạm, đưa đôi mắt nhìn đám người Tịnh Minh Đạo, không muốn đáp lời. Đúng lúc này Xuyên Vân Phi Liễn từ xa từ từ bay tới, thu hút sự chú ý của đám giáo đồ Tịnh Minh Đạo. Một đòn nội lực vừa rồi của Lục Châu đã quét sạch một khoảng rừng rộng lớn nên Xuyên Vân Phi Liễn có thể dễ dàng tiến vào. Vừa nhìn thấy Xuyên Vân Phi Liễn, ánh mắt của đám người Tịnh Minh Đạo lập tức trợn tròn, ai nấy đều trong lòng dâng trào lên một nỗi sợ hãi tột độ. Vừa rồi là U Minh Giáo, cầm đầu là Vu Chính Hải đã suýt chút nữa quét sạch nơi này, bây giờ lại người đến lại là Ma Thiên Các, hơn nữa còn có lão ma đầu các chủ. Sư phụ của Vu Chính Hải, phe này lành ít dữ nhiều, Du Hồng Y mất vài giây để định thần, ngay lập tức quát lớn, ra lệnh cho đám đệ tử đằng sau, lùi lại, lùi vào trong lồng. Tịnh Minh Thất Tử vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào trong, nhưng bọn chúng quên một điều, chỉ vừa khi nãy, cấm chế nghìn tầng là bị phá rồi, lúc này đi vào. Không phải là bị người một lưới tóm hết hay sao? Hết cách, Du Hồng Y lớn tiếng cầu cứu về phía Lục Châu, lão tiên sinh, nhanh lên, người của Ma Thiên Các đến rồi. Lão tiên sinh, cao nhân trước mặt là hy vọng sống sót duy nhất của bọn chúng lúc này, nếu để Ma Thiên Các ra tay, e rằng không ai có thể trốn thoát. Lúc này, Tiểu Diên Nhi vận dụng khinh công, lăng bộ đến bên cạnh Lục Châu, trên người nàng mang theo những pháp khí như Phạn Thiên Lăng, sẵn sàng đương đầu với Vu Chính Hải, giọng điệu sốt sắng, sư phụ, đồ nhi đợi người rất gấp, kẻ phản đồ kia đâu rồi? Nghe tới đây, đám người Tịnh Minh Đạo dẫn đầu là Du Hồng Y liền choáng váng, hai từ sư phụ từ miệng Tiểu Diên Nhi thốt ra khiến bọn chúng nghe như sấm động bên tai, sư phụ. Trong cổ họng Du Hồng Y như có gì chặn lại, hồi lâu mới bật ra tiếng, chạy, liệu lúc này chạy còn thoát không? Đám đệ tử đằng sau lo lắng vội vã tiến lên hỏi han, Du trưởng lão, sao vậy? Du trưởng lão trúng một chưởng của Vu Chính Hải, bị thương, Du Hồng Y không có thời gian nói nhiều với bọn chúng, gấp gáp thúc giục, mau chạy trốn đi, Xuyên Vân Phi Liên của Ma Thiên Các. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đám Tịnh Minh Thất Tử, bọn chúng ấp úng, Ma Thiên Các sao, nhưng muốn chạy lúc này cũng đã muộn. Tiểu Diên Nhi không cần đợi lệnh Lục Châu, tung người lên cao, Phạn Thiên Lăng xuất ra, hét lớn, muốn đi sao, giờ đã muộn rồi. Phạn Thiên Lăng như có linh trí, tung bay trong không trung hướng về phía đám Tịnh Minh Thất Tử lao tới. Một giây sau, đám giáo đồ đã bị giải lụa đỏ kia trói chặt, chỉ biết kêu la thảm thiết với tu vi bậc này của bọn họ. Muốn thoát khỏi phong ấn này căn bản là điều không thể, Du Hồng Y nhìn một màn trước mặt, lập tức chết chân, trong miệng ấp úng vài chữ, vũ khí thiên giai. Với thực lực hiện tại của Tịnh Minh Đạo, đối đầu với Ma Thiên Các, không khác gì châu chấu đá xe, thậm chí chạy trốn cũng không có một tia cơ hội. Đột nhiên từ Xuyên Vân Phi Liến truyền đến một giọng nói già cỗi, đều dừng tay lại hết, thì ra chủ nhân của giọng nói chính là cao thủ tiền nhiệm của Tịnh Minh Đạo, Phan Ly Thiên. Lão tuy rằng đã rời bỏ nơi đây, nhưng hết tình còn nghĩa, cũng không muốn giáo đồ của Tịnh Minh Đạo phải chịu đau khổ, dù sao bọn chúng cũng chỉ nghe lời dụ hoặc của Mạc Khí. Du Hồng Y giật mình ngước đôi mắt lên bầu trời, nhận ra Phan Ly Thiên như người chết đuối nắm được chiếc cọc cứu mạng. Nàng mừng rỡ, Phan trưởng lão, tiếp theo bằng thái độ thành kính, đệ tử bái kiến Phan trưởng lão. Đám đệ tử bị Phạn Thiên Lăng trói buộc nhìn thấy tình thế có vẻ sáng sủa hết liền vui vẻ, đệ nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo quay lại. Có hy vọng rồi, rơi vào tình thế hiện tại, nếu trông chờ vào ai được thì cứ hy vọng, căn bản bọn họ không còn năng lực tự cứu bản thân nữa rồi. Nhưng giây tiếp theo, bằng vài lời nói của Phan Ly Thiên đã dập tắt hy vọng của đám giáo đồ kia, lão hủ không phải là Phan trưởng lão gì cả, lão hủ là trưởng lão của Ma Thiên Các. Mấy lời này của Phan Ly Thiên khiến đám người Tịnh Minh Đạo đứng hình mất mấy giây, ai nấy đều cảm giác được một loại cảm xúc khó tả. Dù sao Phan Ly Thiên cũng từng là người của Tịnh Minh Đạo, hơn nữa còn được xếp vào hàng cao thủ hạng nhất, giờ đây lại đứng về phe kẻ địch. Trong lòng Du Hồng Y có chút khó chịu, thốt lên vài chữ, Phan trưởng lão, Phan Ly Thiên không muốn nhiều lời, hét lớn kêu cô ta câm miệng. Lục Châu đứng một bên, hơi bất ngờ vì thái độ quyết liệt này của hắn, nhíu đôi lông mày trắng lại, liếc ánh mắt khó tả. Không ngờ Phan Ly Thiên vậy mà đột nhiên có được giác ngộ này, như vậy cũng tốt, sau này hắn cũng có thể ra sức cho Ma Thiên Các, trở thành cánh tay mạnh của Ma Thiên Các. Lãnh La đứng sau Phan Ly Thiên lúc này mới từ tốn lên tiếng, trường bào bay phấp phới trong gió, Tịnh Minh Đạo đi đến bước đường ngày hôm nay. Cơ bản đều là do môn chủ Mạc Khí tác quái tác quái, huống hồ Mạc Khí chịu chi phối của Mạc Ly ở trong cung, có quan hệ không lớn với Du Hồng Y. Lãnh La như muốn tìm lối thoát cho Phan Ly Thiên đỡ khó xử, đưa ra lời yêu cầu, ta đề nghị, cứ mặc kệ bọn họ đi, Phan Ly Thiên đương nhiên hiểu Lãnh La là nghĩ cho mình. Lập tức chắp hai tay hành lễ cảm tạ, trong mắt Lãnh La, dường như chỉ có Mạc Ly và Mạc Khí, những kẻ khác y không hề bận tâm đến, sống chết của bọn họ ra sao cũng mặc. Đoan Mộc Sinh nhìn Phan Ly Thiên thầm nghĩ, Phan trưởng lão phá thiên hoang hướng về Lãnh trưởng lão để chắp tay, vậy mà cũng có một ngày này.
Lãnh La nhìn Phan Ly Thiên một hồi, nhắc nhở lão đừng đứng đó quá lâu, qua đây đi, đừng để rớt xuống dưới, té chết đấy. Trên gương mặt Lục Châu vẫn giữ một nét lạnh lùng, nhưng trong nội tâm có chút không vui, lão phu nhìn giống tội ác tày trời như vậy sao? Cũng không thèm so đo với đám người Du Hồng Y, đột nhiên lúc này, Tiểu Diên Nhi lớn tiếng thông báo, sư phụ, tứ đại hộ pháp của U Minh giáo bỏ chạy rồi. Đoan Mộc Sinh thấy bọn chúng sắp thoát đi, vội vã thỉnh cầu sư phụ, đồ nhi nguyện lái xuyên vân phi liên, truy kích phản đồ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy thực lực của tứ đại hộ pháp không thể so sánh với Lục Châu, nhưng dù sao vào lúc này muốn đuổi theo, chưa chắc là đuổi kịp, dù sao đối phương là tứ đại cao thủ đồng thời thôi động phi liên. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy xuyên vân phi liễn chuẩn bị rời đi, quay người lại làm mặt xấu với đám người Du Hồng Y, nói với nàng ta, niệm tình của Phan trưởng lão, ta sẽ không giết các ngươi đâu, lêu lêu lêu. Dứt lời, liền bay trở lại xuyên vân phi liễn, Đoan Mộc Sinh chỉ chờ có thể, kích phát nội lực lái phi liễn bay đi với tốc độ siêu nhanh. Muốn đuổi theo đám người U Minh giáo, quyết tâm trừng phạt tên nghiệt đồ Vu Chính Hải. Sau khi Ma Thiên Các rời đi, Du Hồng Y vẻ mặt ngơ ngác, ửng đỏ, chưa hiểu tại sao cuối cùng bọn họ lại không làm gì mình hết, cuối cùng vẫn là toàn mạng trở về. Quay trở lại trên xuyên vân phi liễn, Phan Ly Thiên ho vài tiếng nhắc nhở Tiểu Diên Nhi, khụ khụ, nha đầu, vũ khí thiên giai không phải là để ngươi dùng như vậy đâu. Tiểu Diên Nhi ngơ ngác, hả lên một tiếng, ý nói không hiểu những gì Phan trưởng lão nhắc nhở, Phan Ly Thiên nói tiếp. Cho dù là vũ khí thiên giai hay là vũ khí địa giai, một khi nhận chủ, giữa chủ nhân và vũ khí sẽ tồn tại độ ăn ý càng cao, uy lực sẽ càng lớn. Vừa nói lão hủ vừa cầm bình rượu hồ lô lên, tu một hơi, rồi tiếp tục, vừa nãy lão hủ nhìn ngươi sử dụng vũ khí, đại khai đại hợp. Uy lực hình như rất lớn, nhưng lại không đủ chi tiết, y giơ hồ lô lên phía trước, nói với tiểu nha đầu kia, thử đem nó cuốn lại đi. Tiểu Diên Nhi nhìn hồ lô trước mặt, lập tức điều khiển Phạn Thiên Lăng, quấn quanh hồ lô, vẻ mặt chán nản như muốn nói còn cái khác khó hơn không. Nhưng giây tiếp theo, Phan Ly Thiên dùng lực, giật hồ lô lại, Phạn Thiên Lăng vì cuốn không chặt liền bị tuột khỏi hồ lô. Chỉ cuốn được mỗi nút hồ lô, tiếp theo, Phan Ly Thiên muốn Tiểu Diên Nhi dùng Phạn Thiên Lăng đặt nút bình trở lại vị trí cũ. Nhưng nha đầu kia có cố gắng thế nào, cũng không thể điều khiển được mảnh lụa theo ý muốn, cứ nghiêng trái rồi lật phải, không thể nhắm trúng đích. Tiểu Diên Nhi đầu phát hỏa, trên mặt biểu lộ tức tối không cam chịu, đôi tay run run, đôi môi cắn chặt, ánh mắt quyết tâm phải làm cho bằng được. Một lần cuối cùng này tập trung hết tinh lực, sự tập trung cao độ, trên gò má Tiểu Diên Nhi đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng kết quả cũng không khác mấy lần trước, nút hồ lô vẫn tiếp tục trượt ra ngoài, không thể đóng lại. Tiểu Diên Nhi lửa giận xung thiên, liên tục làm đi làm lại, xảy ra chuyện gì vậy, không lẽ ngươi động tay chân gì rồi? Cô ý muốn chơi ta sao? Phan Ly Thiên đứng một bên giải thích, tay là một trong những vũ khí có độ khớp cao nhất của loài người. Y cầm nút hồ lô lên, diễn giải cho Tiểu Diên Nhi, độ khớp khi đạt đến mức độ giống như tay thì có thể khống chế được nhập vi. Sau đó y dùng bàn tay liên tục lặp lại động tác đóng nút hồ lô, miệng tiếp tục nói, Phạn Thiên Lăng chính là tay của người, chỉ khi nào có thể điều khiển nó nhuần nhuyễn như dùng tay cầm đồ vật, mới có thể tạo ra độ ăn ý lớn nhất. Tiểu Diên Nhi nghe mấy lời này, đương nhiên không tin, cô gào lớn, ta không tin ngươi nói, ta chỉ tin sư phụ của ta. Phan Ly Thiên có chút buồn bã, đến trước mặt Lục Châu cúi đầu, lão hủ vô lễ rồi, thông cảm, Lục Châu đương nhiên không để ý, còn có chút cảm thông, an ủi, không sao. Trong lòng Phan Ly Thiên nội tâm ủ rột, một thân tu vi bây giờ đã mất hết, cho dù có lòng nói cho cô ta mấy thứ này, cũng không có sức thuyết phục, huống hồ, người ta là đệ tử của Ma Thiên Các, bản thân làm như vậy cũng có hơi quá đáng. Lục Châu như nhìn thấu được tâm tư của Phan Ly Thiên, trong lòng thầm nghĩ, dù sao Phan Ly Thiên cũng là đệ nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo. Là người cùng một thời đại với Lãnh La, hiểu biết nhiều, tuyệt đối không phải là người trẻ có thể so sánh, hắn có thể nguyện ý chỉ đạo cho hậu sinh vãn bối. Đây là chuyện tốt, nói ra, quả thật trên chỉ đạo cho đệ tử không bỏ ra quá nhiều tâm tư, nói ra, quả thật trên chỉ đạo cho đệ tử không bỏ ra quá nhiều tâm tư. Phan trưởng lão nói, cơ bản chính xác, độ khớp quả thật là có thể nâng cao lực khống chế của vũ khí thiên giai. Nghĩ đến đây, Lục Châu gọi Tiểu Diên Nhi đến bên cạnh, từ tốn chỉ bảo, Phan trưởng lão ngược lại nhắc nhở vi sư, sau khi quay về Ma Thiên Các, vi sư sẽ dành chút thời gian để truyền thụ kỹ xảo. Tiểu Diên Nhi quả thực là một cô bé nghe lời, được sư phụ chỉ bảo, đôi mắt liền híp lại, cười tươi đáp lời, cảm ơn sư phụ. Lục Châu ngoảnh sang nhìn Phan Ly Thiên, nhìn hồ lô trên tay hắn, lão hủ vừa tu một ngụm dài, thoải mái hơn rất nhiều, Lục Châu nhận ra đó không phải vật thường, đó là một vũ khí thiên giai. Phan Ly Thiên cũng không bất ngờ khi Lục Châu có thể nhìn ra lai lịch của món đồ này, có lời khen, rất có mắt nhìn. Lãnh La có chút sửng sốt, là thiên giai, hồ lô rượu, xin bái phục, Phan Ly Thiên giải thích, may mắn mà thôi, cả rừng cây hắc mộc, thiêu 7.749 ngày, chỉ còn lại cái này thôi. Lãnh La ngẫm nghĩ, đây hoàn toàn là hồ lưu rượu không có gì đặc biệt vậy mà là vũ khí thiên giai, với tình hình tu vi mất hết bây giờ của hắn, không có đem vũ khí cường đại.
thực sự là không dễ dàng. Đoan Mộc Sinh báo cáo, sư phụ, tứ đại hộ pháp đồng thời thôi động phi liên, không dễ đuổi theo. Tiểu Diên Nhi vui vẻ chạy tới, tam sư huynh, ta cũng tới. Dứt lời, Đoan Mộc Sinh lập tức tăng tốc phi liễn, đám người cao tuổi kia liền nôn thốc nôn tháo. Lục Châu có ý nhắc nhở, không sao, Vu Chính Hải chúng thần chú, sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn tìm đến tận cửa, không cần phải đuổi theo. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi ngạc nhiên, hả? Lục Châu ra lệnh về Ma Thiên Các. Ở một cánh rừng cách đó không xa, dưới một gốc cổ thụ, một thanh niên đáng thở dốc. Thì ra chính là thất đệ tử của Ma Thiên Các, hắn là người đã giả dạng Vu Chính Hải, thay hắn đỡ một đòn của Lục Châu. Phúc thân thân chú, sư phụ lão nhân gia ông ấy đúng là nhiều thủ đoạn thật. Vu Chính Hải từ bao giờ đã xuất hiện tại đây, nhìn tình hình của sư đệ mình cảm khái. Thất sư đệ ấm ức rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.